Nặng. Đó. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với Trọng Phát Channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bình rót rượu nha các bạn, dành cho những ai mà làm biếng rót rượu và rót không đều nha các bạn. Các bạn đón xem. Let's go. Thì đã chuẩn bị cho khi mình làm cái bình rót rượu đó, các bạn chuẩn bị cho mình cái hai cái chụp ống bích ống nha các bạn, 114 nha các bạn, một đoạn ống 114 luôn nha các bạn, một pin 12V nha các bạn, một mạch điều khiển motor bơm nha các bạn, một bơm chìm nha các bạn, ba cái chụp 27 nha các bạn và một công tắc hành trình nha các bạn. Thì trước tiên mình sẽ làm cái nắp trên nha các bạn, nắp trên để mình để cái bo mạch và cái mạch điều khiển hôm nay nha các bạn, pin và mạch điều khiển hôm nay nha các bạn. Thì bắt đầu mình khoan này nha các bạn. Giờ bắt đầu mình khoan này nha các bạn. Bắt đầu mình khoan này để mình lắp cái mạch tàu trễ vô nha các bạn. Bắt đầu nhét này vô đây nha các bạn. Giờ bắt đầu mình nọn này vô nha các bạn. Để mình bắn một xíu keo đi hay nọn nha các bạn cho nó không bị đứt. Còn cái này mình sẽ khoan một đầu, lát mình lòn cái dây ra nha các bạn. Thì bắt đầu mình bắn keo đây nha các bạn. Trước khi mình bỏ cái này vô đây mình dán keo lại nha các bạn.
rồi mình sẽ hộp cháo này xuống đây luôn nha bạn. Các bạn có kêu đây luôn. Mình dán mình để ở đây cho cái xíu cho nó khô nha các bạn. Giờ bắt đầu mình làm phần bình nha các bạn. Mình thấy này các bạn cạo hết ba cái ba vớ rồi hết đi. Bạn gác keo vòng vòng đây với đây mình gắn làm cái đế nha các bạn. Các bạn cho gác cứng để nó không bị xì. Các bạn test rong cái chụp lại luôn nha các bạn. Rồi bạn đã uống vô. Đẩy vô. Ok nha các bạn. Bắt đầu mình hàn dây công tắc nha các bạn. Mình để công tắc vô, mình hàn dây công tắc vô. Đầu mình đổ keo bê vô mình dán cái công tắc này nha các bạn. Các bạn khuấy lên cho nó không trộn được hỗn hợp của cái bê này. Các bạn ghét rồi nha.
sau khi mình trát xong thì mình để cho nó khô rồi mình làm tiếp nha các bạn. Sau khi mình dán keo ok hết rồi, bắt đầu mình để pin vô mình dán nha các bạn. Mình để hơi cố định trước thôi nha các bạn. Chắc mình sẽ đổ keo nhiều nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình gắn cái chui để sạc pin nha các bạn. Mình gắn lên đây, mình gắn keo lại nha các bạn. Cố định trước giờ chắc mình sẽ hàng chết nha. Giờ bắt đầu mình đấu dây nha các bạn. Mình sẽ đấu dây công tắc trước nha các bạn. Đây lên tắt các bạn. Kìa. Mình nói nhiều rồi. Giờ mình đấu với nguồn với sạc luôn nha các bạn. Này dây nguồn ngắm nha các bạn. Còn kinh với dây âm sạc luôn nha các bạn. Đây cũng ngắm luôn. Còn đây là dây vuông nha các bạn, dây vuông sạc luôn nha các bạn. Tôi cũng nói dây vuông của pin luôn nha các bạn. Đây là dây vuông của mặt luôn. Các bạn chấm chì cho nó chắc nha các bạn. Ok, vậy mình đã xong phần nguồn rồi nha các bạn. Còn dây này là dây led nha các bạn, dây led với dây rubber mình sẽ nối chung với nhau luôn. Dây led với dây đỏ mình vậy luôn nha các bạn. Đây là bơm chèm nha các bạn. Nên mình bắn keo mình để dưới cho nó cố định dưới nha các bạn. Để xíu cho khô nha các bạn. Bắt đầu mình khoan cái lỗ để nước bơm lên nha các bạn.
mình vỗ cho nó hết ba vơi rồi nha các bạn. Để mình hàn cái dây này đi rồi mình câu hung nha các bạn. Okay. Giờ mình xóa cái dây vô nha bạn, nó không vô để làm nó bơm lên nó rót nha bạn. Mình sẽ cho nó cong ở đây rót nha bạn. Món gì mình hơi lên nha bạn. Thì sau khi mình thành công rồi mình dán cái ống này lại nha các bạn. Ống này để rót rượu nha các bạn. Lên xíu nữa. Đó. Này hơn nữa lên xíu nha các bạn. Tăng miếng nữa. Các bạn phải canh nè. Các bạn phải canh coi cái tại vì mình uống ly nhỏ hoặc ly bự các bạn. Các bạn phải đợi các bạn chỉnh cho nó bơm ít nhất. Rồi các bạn chỉnh lên từ từ. Nó mới chính xác. Đó. Như đây là thấy đột rồi nha các bạn. Bạn uống nhiều quá ly này uống là tèo luôn á nè. Đó. Rất chính xác nha các bạn. Thì các bạn nào có nhu cầu mua bình này á thì liên hệ cho mình. Số điện thoại ở bên trên màn hình, giá của bình này là 200 ngàn nha các bạn. Để mình chỉnh miếng nữa cho đầy ly nha các bạn. Đó. Đó. Vậy là đầy nha các bạn. Rồi. Làm ly nữa rồi mình chào tạm biệt tất cả các bạn luôn nha. Chúc các bạn xem clip vui vẻ, các bạn thấy hay hãy cho mình một like, một subscribe nha. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Một ly nữa. Ok. Bye bye.